Tassa-phagavato-arahato-sammā-sambuddhassa. Brahmācāloka-dhipati-sampatti. Katanjali-anti-varang-ayacatha. Santi thasantam parachang kajatika Dese tu thammang anukam bimang bachang Santham ma phê rinh quỷ nhà danh cha ca dân Suốt tân cha bình thân A phi thầm mà chăm măng A cô ta dân tu Cha tu sân cha đăng đăng Ba bố tha nầy dê Pa ri sa dạ mân chê Ewaṃ saham pati brahma Phagavantaṃ ayacchathā Tuân hi phà quê na tăng bố thô Cà ruốt nhê na thi hoa sa gia Tân hà vô tha gia ba đê na Mi ga da yang ta to ga to Ban cha wang ya da yo nai ye A mang ba ye si tham ma to Ta to ba phu ti sam bu to A nu na tham ma de sa nang Ma kha wa sa ni de se si San ta nang an tha sin tha kang Tê na sa tu a yo phan tê Đê sê tu tham ma đê sa năng Sam ba yi tha pa ri sa ya A nu kam bam bi ka ta quê Nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá Dạng như con xin thay mặt đạo tràng Kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn Để dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay Và bài hôm nay tên là Tứ Chánh Cần, phần tu cần và bảo cần. Và nguyên như con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thịnh tọa, chư đại đức tăng. Kính chào tất cả chư tu nữ cũng như quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học tiếp cái tu cần và bảo cần. Thì hôm rồi chúng ta học hai cái phần là thân cần và trời cần. Tức là sự cố gắng ngăn ngừa những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi. Và những cái ác bất thiện pháp nào đã có thì phải diệt trừ. Nhất là diệt trừ ba cái tà tư duy, dục tầm, sân tầm và hại tầm. Hay là đây là những cái tâm bất thiện, nếu mà nó hiện khởi ở trong tâm chúng ta phải kịp thời diệt tắt, và chúng ta cố gắng dùng những cái pháp đối trị diệt trừ nó và không cho nó sanh khởi trở lại ở trong cái nội tâm chúng ta. Rồi cái phần thứ ba đó là tu cần. Tu cần ở đây là gì? Là cái sự cố gắng, nỗ lực tu tiến, phát triển những thiện pháp. Những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta sẽ làm cho nó có mặt, nó hiện khởi.
như là các tâm thiền, thiền thiền hữu sắc hoặc là thiền vô sắc, cũng như là tu tiến, tu tiến về tệ quán chẳng hạn, thì chúng ta cố gắng thực hành. Đó thì sự sự tu cần ở đây là gì? Chúng ta nỗ lực tu tập tu tiến để phát triển các cái thiện sự, như là chúng ta học kinh học pháp, thực hành thực hành thập thiện thập hạnh phúc ấy, rồi 38 điều hạnh phúc vân vân, rồi hoặc là nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta thực hành phát triển về cái thiền định chẳng hạn, như là phát triển tứ vô lượng tâm, hoặc là chúng ta niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, rồi chúng ta phát triển những cái công hạnh, chúng ta nỗ lực học các cái pháp mà đem đến những cái lợi ích thiết thực ngay trong đời sống hiện tại, thực hành các pháp. Cho nên khi mà chúng ta gìn giữ và chúng ta phát triển những cái thiện pháp này để cho dung bồi những cái pháp thiện ở trong nội tâm chúng ta, những pháp nào chưa có mặt thì chúng ta sẽ tạo điều kiện để cho các cái pháp thiện này có mặt. Rồi khi mà những cái thiện pháp này có mặt rồi đó, thì chúng ta phải gì? Cái thứ tư là chúng ta phải bảo vệ nó, bảo cần, tức là bảo vệ gìn giữ các cái pháp, các cái thiện pháp nó có, không để cho nó bị tiêu hoại đi. Thí dụ như bây giờ những cái vị hành giả chúng ta thực hành, chúng ta chứng đắc các cái tầng thiền hữu sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, thì những cái tầng thiền này đó nó còn non yếu, nếu mà chúng ta không có nỗ lực tu tập gìn giữ thì có đôi lúc những cái thiền này nó sẽ dễ bị tiêu hoại. Do đó mà chúng ta phải nỗ lực gìn giữ các cái chi thiền, hay là hoặc là các cái ấn tướng của các cái tầng thiền đó, các cái trạng thái như là phỉ lạc, những cái ấn tướng như là ánh sáng rồi đó, chúng ta phải gìn giữ. Rồi khi mà chúng ta thực hành thiền tuệ thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà đạt đến những cái tuệ có cái sự sự hiểu biết, và chúng ta cố gắng nỗ lực gìn giữ các cái tuệ này. Ví dụ như những cái tuệ căn bản như là tuệ phân biệt về danh sắc nè, tuệ về sanh diệt của đối tượng, tuệ duyệt đó, những cái tuệ này đó mặc dù là nó là thấp thỏi, nhưng mà chính nhờ chúng ta có được những cái tuệ này đó để làm cái nền tảng để phát triển những cái tuệ cao hơn. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết được, phân tích biết được danh sắc, rồi danh sắc này là gì, nó sanh diệt theo nhân quả, đó, cái danh đó là nhân để cho cái sắc nó sinh khởi, rồi cái sắc ấy, nó lại là nhân để tạo điều kiện để cho danh sinh khởi, sanh diệt không ngừng. Rồi chúng ta thấy cả danh sắc
nó sanh rồi tất cả đều bị hoại diệt đi. Đó. Cho nên là trong các cái tệ giác, cái sự tu tập mình nên là phải gìn giữ, chứ không nên là khi mà chúng ta đạt được rồi rồi mình lại dễ vui buông lung, chúng ta không nỗ lực tu tập, không có duy trì điều đặn á, thì những cái gì mà mình đạt được nó sẽ tiêu hoại mất. Thì như vậy đó rất là uổng phí cái công mình nỗ lực tu học và mình cố gắng thực hành. Thì quý vị biết rằng trong thế gian này cái điều mà gặp được Phật pháp là khó, rồi thực hành cái giáo pháp là khó. Mà nếu mà khi chúng ta đã có duyên lành, chúng ta gặp được cái chánh pháp rồi, rồi chúng ta có sự học hỏi hiểu biết, chúng ta có thực hành rồi, nhưng mà vì chúng ta dễ vui buông lung, cho nên cái kết quả mà chúng ta học hành nó trôi mất. Thì cái điều này là một cái điều hết sức là uổng phí, do chúng ta không gìn giữ. Mà khi mà hết cái kiếp sống, chúng ta đi đến những cảnh giới, nếu mà không ai lúc đó chúng ta đi đến cái cận tử nghiệp mà những cái bất thiện pháp nó sanh khởi, chẳng may mình đi vào những cái cảnh giới nó không có được tốt đẹp, thì sao? Thì những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái điều mà mình học hỏi đó, có thể nó bị mất đi. Cho nên là cái khi mà chúng ta có đạt được thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực gìn giữ. Thì quý vị biết rằng cái mà chúng ta thực hành để đạt được là một cái điều khó rồi, nhưng mà đó chúng ta nỗ lực để mà gìn giữ duy trì nó cho đến khi mà chúng ta giả từ cái kiếp sống này đó, nó càng khó hơn. Tại sao? Tại vì tâm của phàm nhân chúng ta nó bị tám ngọn gió đời nó tấn công liên tục. Nếu mà chúng ta không khéo phòng hộ, không khéo gìn giữ, không có sự ngăn ngừa, bảo vệ nó, thì sao? Những cái thành quả này nó sẽ bị cuốn trôi. Do đó, đó mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà chúng ta bảo vệ những gì, những cái kinh nghiệm dù là nhỏ nhoi, những cái hiểu biết, những cái kiến thức về Phật pháp, chúng ta luôn luôn phải suy tư, quan sát những cái kinh nghiệm này, chúng ta phải cố gắng gìn giữ nó, thì là những cái nhân tố và những cái nhân, những cái duyên, những cái điều kiện để những cái kiếp tương lai chúng ta có thể gặp được Phật pháp để chúng ta thực hành. Thì như là quý vị học cái trong Pháp Cú Kinh, cái hai cái câu số 172, 173, thì trong Pháp Cú Đức Phật cũng có dạy: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Thì phàm nhân chúng ta mà khi mà chúng ta chưa hiểu biết đạo đó thì sao? Chúng ta sống buông lung, chạy theo cái chế định tục đế của thế gian, chạy theo sắc thinh vị xúc, rồi thụ hưởng những cái đó. Cho nên là chúng ta không có biết, chúng ta không phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Cho nên là chúng ta cứ theo những cái lôi cuốn trào lưu của xã hội. Khi mà chúng ta may mắn, chúng ta có học được Phật pháp,
Rồi chúng ta hiểu biết đó thì sao? Chúng ta dùng các cái hạnh lành, ai dùng các hạnh lành che khuất các nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Tức là lúc đầu do vô minh phiền não, chúng ta sống là buồn luôn phóng dật. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp rồi đó thì sao? Chúng ta thực hành các cái pháp thiện, các cái phương pháp tu tiến, nỗ lực học pháp, hiểu biết tường tận đầy đủ. Và khi mà chúng ta có sự hiểu biết rồi, chúng ta đem những cái pháp học chúng ta áp dụng thực hành vào trong đời sống, bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tỷ phước, đó, vân vân. Thì chính những cái điều này là sao? Là dùng những cái hạnh lành hồi trước, bởi vì mình buông lung phóng dật, mình chạy theo những cái phiền não bên ngoài, mình tạo những cái bất thiện nghiệp mình không biết. Rồi bây giờ may mắn, giống như người mù gặp được một cái vị lương y giúp cho mình sáng mắt, mình phân biệt rõ cảnh vật, rồi từ đó mà chúng ta thực hành theo những cái công hạnh, những cái thập hạnh phúc, thập hạnh tông đó, thì nó đem đến những cái lợi ích. Cho nên khi mà dùng những cái hạnh lành này nè, để gì? Để xóa mờ cái nghiệp ác. Đó, bây giờ chúng ta hiểu biết những cái nào là phước, cái nào là tội, chúng ta sám hối. Sám hối để ngăn ngừa, ngăn ngừa chừa cãi những cái tội lỗi. Sám hối nó không hết tội, nhưng nhờ mình phân biệt, mình thấy, mình biết được cái điều nào là tội lỗi, cái nhiều điều nào là tốt đẹp chân chánh, chúng ta mới cố gắng nỗ lực phát triển những cái thiện lành. Thì chính nhờ những cái hạnh lành này đó, là sao? Nó sáng rực lên, giống như những cái đồ vật lâu ngày bị bụi bẩn, bị nó bám làm cho những cái vật đó nó mờ đi. Quý vị thấy những cái bộ lư, những cái bình bằng đồng đó, lâu ngày nó bị oxy hóa, nó mờ đi. Thế gian thường thường ta nói là gì, nó bị đóng ten. Cho nên khi mà thường thường vào những ngày lễ, ngày Tết, hay là hoặc những cái buổi lễ trang trọng ở chùa đó, thì sao? Ta mới đem những cái lư, cái chân đèn, những cái bình mà bằng đồng, bằng thau đó, ta đi đánh, đánh sạch những cái bụi bặm, những cái oxy hóa, những cái ten mà nó đóng ở trên bên ngoài đi, thì sao? Những cái vật này nó sẽ sáng chói ra. Đó thì cũng giống vậy, hồi trước vô minh phiền não nó bao bọc, nó đóng làm cho cái tâm mình ấy, giống như những cái bộ lư, những cái bộ lục bình bằng thao bằng đồng vậy đó, nó bị ố đi, nó đen, nó bị những cái ten nó bao phủ. Đó, thành ra đó bây giờ nếu mà mình biết dùng các cái hạnh lành để khắc chế, không cho những cái bất thiện pháp nó sanh khởi trở lại, mình trừ tuyệt nó bằng cách đối trị, mình dùng các cái phương pháp thực hành các cái thiện pháp, những cái hạnh lành này đó, thì Đức Phật nói sao? Chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Thì có những đêm, những ngày rằm thì sao? Cái trăng nó sáng lắm, trăng nó rất là tròn, nhưng mà sao? Mà trời mà chỉ mưa mây nhiều thì sao? Cái mây nó che phủ,
cái ánh sáng của mặt trăng đi, à, làm cho ở thế gian nó tối đen. À, nhưng mà nếu mà có những cái cơn gió mạnh, à, thổi những cái mây mù nó tan biến đi thì sao? Thì trăng nó sẽ hiển lộ trở lại, và lúc đó ở dưới thế gian sẽ nhận được cái ánh sáng rực rỡ, à, có thể nhận biết được các cái cảnh vật đó. Thì cũng vậy, à, trong hai cái câu pháp cú kinh này nó phù hợp với cái tứ chánh cần là Đức Phật dạy chúng ta đó, phải diệt trừ những cái thói hư tật xấu và buồn luôn phóng dật do chúng ta không hiểu biết về cái chánh pháp. Rồi sau khi mà chúng ta hiểu biết được, à, cái giáo pháp, à, nó đem đến những cái lợi ích, à, cái điều nào là phước, à, đem đến sự an lạc, đem đến an vui, à, thì chúng ta sẽ nỗ lực thực hành. Những cái điều nào là tội, à, những cái nhân xấu, à, thì chúng ta phải trừ tuyệt. À, thì như vậy đó, chúng ta sao? Chúng ta sửa đổi, chuyển đổi cái nghiệp của mình. À, đó, cho nên á, khi mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta có hiểu biết thì chúng ta sẽ sửa đổi và chúng ta tạo những cái thiện nghiệp thật nhiều, à, để sao? Để nó có thể, mặc dù nó không thể nào mà xóa hết các cái ác nghiệp, nhưng mà đó, nhờ những cái thiện nghiệp này đó, ít ra nó cũng che án bớt, à, che án bớt được những cái bất thiện mà chúng ta đã phạm. À, như vậy thì cũng có một cái đời sống tương đối tốt đẹp. À, ví dụ như bây giờ hồi trước mình biết, à, mình cũng theo thế gian, mình đi bắt cua bắt ốc đồ để mình ăn, mình bán rồi vẫn hàng chẳng hạn. À, nhưng mà khi mình biết rồi, à, bây giờ mình từ bỏ, mình không có đi làm những cái nghề nghiệp mà để tàn hại chúng sanh khác, à, mà sao, à, chúng ta đi phóng sanh, à, mua chim, mua cá, mua cua, mua ốc rồi mình phóng sanh để lại, à, thì sao, mình cũng có khi mình cũng bị bệnh, à, cũng bị nản, nhưng mà sao, nhờ cái phước lành này đó, những cái phước lành mà mình tạo trữ, nếu mà nó mạnh mẽ thì sao, à, nó che án bớt, à, mình à, mặc dù bị bệnh nhưng mà mình gặp được thầy hay thuốc giỏi, à, giúp cho mình thoát qua cái cơn ngặt nghèo bệnh tật. À, còn nếu mà chúng ta không có biết, chúng ta càng lún sâu vào cái hố sâu tội lỗi, à, tạo nhiều những cái ác nghiệp thì sao? Thì chúng ta phải gánh lấy cái hậu quả khổ đau khôn lường đó. Do nhờ cũng có hữu duyên, chúng ta gặp được học Phật pháp, chúng ta có tìm hiểu để chúng ta học hỏi, để chúng ta thực hành, à, thì sao, đem các cái hạnh lành này nè, à, nó che án bớt những cái nghiệp ác, à, lấy những cái nghiệp thiện, à, phát triển, à, mạnh mẽ để nó sáng chói rực đời này, à, và thoát đi những cái mây mù của vô minh, của si mê. À, và khi mà chúng ta, à, thấy được những cái pháp thiện lành, à, gần gũi được các cái bậc thiện trí, thì chúng ta phải có sự cố gắng, à, nỗ lực tu học, à, chứ không nên dễ vui, à, xem thường rồi, à, chúng ta đánh mất những cái kinh nghiệm, những cái lợi ích, à, ngay trong đời sống hiện tại này, à, chúng ta, à, không cố gắng nỗ lực, không thực hành, à, chúng ta buông lung thì chúng ta sẽ rơi vào những cái trạng thái khổ đau. À, thì đó là cái, à, qua cái phần mà tứ chánh căn. Thì ở đây quý vị nhớ rằng, ha, chúng ta phải dùng những cái sự, à, tu cần và bảo cần, à, là
để bảo vệ những cái thiền lành. Mà khi mà chúng ta bảo vệ như vậy đó thì cũng tránh là không cho những cái ác bất thiện pháp nó hiện diện và nó sanh khởi. Thì cái trừ cần là chúng ta luôn luôn phải canh phòng, không để cho những cái tâm bất thiện, những cái tà tư duy nó sanh khởi. Rồi cái tu cần là chúng ta cố gắng nỗ lực học tập, tìm hiểu cẩn thận những cái pháp thiện mà Đức Phật đã dạy. Rồi chúng ta bảo vệ những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm bằng cách là sao? Chúng ta học thì mới có cái trí văn thôi. Rồi chúng ta phải có sự suy tư, xem xét, dùng trí tuệ thẩm nghiệm cái lời dạy của Đức Phật về tinh, về lý. Rồi cái lời dạy của Đức Phật là cái nhân, nó cho quả như thế nào đó. Khi mà chúng ta dùng cái trí tuệ của mình đó để thẩm nghiệm thì sao, cái những cái hiểu biết này nè nó sẽ sâu hơn. Khi mà chúng ta mỗi lần chúng ta xem xét thường xuyên như vậy đó thì những cái này á nó sẽ khắng khích ở trong cái tâm trí của chúng ta. Và khi mà chúng ta sống sống trong pháp, thường thường ta nói là vui trong đạo, thì khi mà chúng ta sống phản tỉnh xem xét các cái pháp đó, thì sao, chúng ta có hiểu biết thêm sâu hơn, rộng hơn về những pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta cảm thấy chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui, thì cái niềm vui này đó nó là cái sự thúc đẩy chúng ta càng tinh tấn, càng nỗ lực để chúng ta học pháp và hành pháp, và chúng ta gìn giữ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết này cho đến khi chúng ta giả từ cái cõi nhân loại này đi đến những cái kiếp sống tương lai, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui. Thì ở trong một đoạn kinh Đức Phật cũng có dạy là mặc dù những chúng sanh khi mà gặp được Phật pháp nhưng mà cố gắng nỗ lực thực hành trọn vẹn đầy đủ trong cái kiếp sống hiện tại, dù chúng sanh đó chưa có đạt đến những tầng thánh hữu học, nhưng mà sao, chính nhờ những cái thiện lành này đó nó sẽ là cái thường nghiệp thiện, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến những cái cảnh giới an vui và trọn 10.000 kiếp không có rơi vào khổ cảnh. Thì đây là một cái thành quả đáng để chúng ta cố gắng nỗ lực để sao, để chúng ta tái sanh về những cái cảnh giới an vui, ví dụ như cảnh giới chư thiên, hoặc là chúng ta được tái sanh là làm người, thì chúng ta tiếp tục nỗ lực tu tập. Thì đó, mặc dù chúng ta chưa bổ túc đầy đủ các pháp độ, chưa đủ điều kiện để đạt đến các tầng thánh, nhưng ít ra đó chúng ta có được những cái trí tuệ, có sự hiểu biết, và khi mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập như vậy để bổ túc các pháp độ biết rốt chân, chính nhờ những cái cố gắng nỗ lực ngay trong kiếp hiện tại này, nó là những cái giọt nước để làm tràn ly, và biết đâu đến cái kiếp kế tiếp thì chúng ta trở thành người tam nhân có đầy đủ túc duyên, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt đến các tầng thánh hữu học. Thì qua cái phần tứ chính cần thì cũng nhắc lại quý vị, chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành sẽ đem đến một cái lợi ích trong đời sống hiện tại, cũng như lợi ích cho những kiếp sống tương lai.
Do đó mà chúng ta phải cố gắng thực hành theo lời Đức Phật dạy. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh Chư Tôn Đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về những cái hiểu biết trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Và với phước báo ngày kính cầu mong Chư Tôn Đức Pháp Thể Căn Nghe và kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực thực hành theo lời Đức Phật dạy để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp cho đời sống hiện tại và hướng đến sự tu tập giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chư thiên hoan hỷ với phước báo và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Thầy giá. Và bây giờ thì xin nhường mic lại mời đạo tràng. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm. Con thấy sư Thanh Tâm hôm nay bị yếu trong người, chắc là không có ở trong lớp. Dạ, kính xin tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài học ngày hôm nay về hai phần sau của cái phần tứ chánh cần là tu cần và bảo cần. Dạ, bạch sư, trong cái phần tu cần ở đây thì mình đang học về cái lúc mà mình vào mình hành đạo, thì Nguyên Như có một vài câu hỏi về cái chuyện tu thiền. Con biết ở trong lớp của mình á, là vị nào cũng có hành pháp, có sự tu thiền rất là tinh tấn ở đây. Thành ra con xin phép sư cho con hỏi vài câu. Con thấy ở trong cái cuốn mà Kho Tàng Pháp Bảo đó bạch sư, trong cái câu số 23 thì con thấy có một cái câu rất là hay là có hai loại tâm giải thoát. Thứ nhất là tâm giải thoát do thiền hành, tức là cái tâm thiền đáo đài mà được thực hành theo đường lối chỉ tịnh Samatha. Và con xin lặp lại là tâm giải thoát do thiền hành, tức là tâm thiền đáo đài được thực hiện theo đường lối chỉ tịnh, tức là Samatha. Và thứ hai, cái loại tâm giải thoát thứ hai thì gọi là tâm giải thoát do thiền thánh đạo, là mắt gá xí thích cha ná, tức là cái tâm thiền mà được thành tựu nhờ thánh đạo. Và con xin lặp lại là tâm giải thoát do thiền thánh đạo, tức là tâm thiền thành tựu nhờ thánh đạo. Và bạch sư, Nguyên Như có cái thắc mắc đó, là khi mà con đọc hai cái tâm giải thoát này thì con nghĩ như vậy, là cái tâm giải thoát đầu tiên tức là thiền chỉ, có nghĩa là một cái vị mà thực hành thiền chỉ là trong cái thời gian thực hành thiền đó thì cái tâm của cái vị đó rất là an vui, rất là hoan hỷ mà chỉ có ở trong cái thiền chỉ thôi. Nếu mà họ xuất thiền ra rồi thì cái tham sân si sẽ trở lại, nhưng mà khi mà họ tập trung trong cái khi mà họ thiền thì lúc đó không có tham sân si, phải không bạch sư? Và về cái vế thứ hai đó là cái tâm giải thoát do thiền thánh đạo đó, thì cái mà con hiểu đó, cái tâm giải thoát này chỉ có được khi mà cái người này đắc đạo, tức là khi mà cái người hành thiền tuệ đó, họ vẫn đau khổ như bình thường, họ chỉ thấy thôi, họ chỉ thấy giống như là nghe thì biết nghe, thấy biết thấy, tất cả sáu căn họ mở ra, nhưng mà họ vẫn đau khổ như bình thường, tới khi mà cái tâm họ đắc cái tầng đạo đầu tiên á, thì họ mới được xếp vào cái tâm giải thoát. Thì nếu như vậy thì thiền chỉ thì được liền lúc đó, còn thiền qua tuệ á, thì không có được liền mà phải đến vị đó đắc tới cái tầng cái thánh đạo thì mới được. Thành ra một cái người bình thường khi mà nói về cái thiền chỉ đó bạch sư, thì con lại nghe là không có nên tập thiền chỉ thước trước. Tự vì sao? Tự vì cái tâm nó hoan hỷ mà như vậy là thành dính mắc. Thành ra khi mà họ dính mắc trong đó thì họ lại không qua tu tuệ được. Cái đó là cái mà một cái bước gọi là rất là kêu là nó block, có đó là gọi là gì quý vị, như dùng chữ tiếng gì không được, tức là nó cản trở rất là nhiều cho cái sự giải thoát. Nhưng mà nếu mà cái tâm mình không bị dính mắc, cái tâm mình biết á, là cái đó chỉ là một con đường để đi đến tuệ thôi, thì người đó vẫn có thể thực hành vừa chỉ vừa quán, thì cái người đó vẫn là có cái tâm thánh đạo được, nếu mà theo cái loại tâm giải thoát này được không bạch sư? Và con xin dâng mic lại cho sư để sư giải thích câu này cho Nguyên Như ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và kính lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Thì nói chung á, khi mà chúng ta tu tập thì có hai phương pháp để tu tiến. Một là tu tập chỉ tịnh, tức là các cái thiền định, là còn gọi là thiền chỉ. Thì cái thiền định này đó, nó cũng có cái công năng để đối trị được với những cái phiền não. Những cái chi thiền thì nó cũng có cái công năng để đối trị, cũng tạm thời, tạm thời giải thoát chúng ta khỏi những cái phiền não. Nhưng mà đó, chúng ta nhớ rằng những cái thiền này đó là thiền hiệp thế. Nó có sự an lạc tốt đẹp, nhưng mà nó không có giải thoát. Tạm thời nó ngăn che án, không cho phiền não sanh khởi. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta xả thiền, sống đời sống bình nhật, thì sao? Có khi chúng ta vẫn bị phiền não nó tấn công. Thành ra các cái chi thiền này đó, mà khi mà bị phiền não nó tấn công đó, những cái dục ái rồi đó, nó tấn công mạnh mẽ thì có thể nó bị hoại thiệt. Do đó mà cái vị hành giả mà muốn gìn giữ các cái chi thiền mà mình đắc đó, thì phải có sự cố gắng nỗ lực tu tập mới gìn giữ được những cái ấn tướng, những cái chi thiền mà mình chứng đắc. Rồi khi mà chúng ta tu tập thiền tuệ đó, khi mà chúng ta dùng cái chỉ quán song tu, có thể là dùng cái thiền chỉ, tức là cái cận định của thiền định đó, để mà phát triển thiền tuệ, thì chúng ta sẽ có tạo được một cái nền tảng vững chắc để bước qua thiền tuệ nó an ổn, nó tốt đẹp, nó sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng mà đó, nếu mà chúng ta không khéo đó, thì chúng ta dính mắc với cái thiền định đó, thì nó là một chướng ngại, nó là một cái sự cản trở cái tiến trình tu tập của mình. Thành ra đó, có nhiều vị dính mắc với những cái trạng thái an tịnh của cái phỉ lạc của thiền định đó, rồi nó bị gọi là bị chấp vô đó, nó mắc kẹt, nó mắc kẹt ở đó, nó dính mắc ở đó, không thể nào mà thoát ra được. Thành ra cái này là cũng một cái chúng ta cần phải cẩn trọng ngay chỗ này. Chứ không khéo là mình chỉ dừng lại ở tại chỗ đó thôi. Thì sư cũng có ví dụ quý vị thấy là giống như cái người lữ hành đi trên đường, bị cái nhiệt não nóng bức của cái lửa của phiền não, giống như cái người mà đi ở trên sa mạc bị cái sự bức bách đốt nóng của mặt trời thiêu đốt. Bây giờ mà ghé vô được một cái chòi trọ, trong cái chòi này nó có cái chõng tre để nghỉ, rồi có sẵn cái lu nước uống nữa, ở phía sau nữa có một cái ao nhỏ có thể tắm mát. Đó, khi mà cái người lữ hành này nghĩ là trời ơi, nãy giờ mình đi trên đường nó đốt nóng quá, bây giờ là ở chỗ này có chỗ nghỉ, có cái chòi che mát, có chỗ nằm, rồi có nước uống để giải khát, có cái ao để tắm mát nữa, như vậy là tốt đẹp quá rồi, thôi bây giờ mình tới đây là được rồi. Khi mà chúng ta dính mắc vào những cái sự trạng thái an lạc của
của Phỉ Lạc, của thiền chỉ đó, thì như vậy là chúng ta dừng ở ngay cái chỗ, cái trạm nghỉ này. À, chúng ta không tiến bước nữa. À, còn cái người mà tu tập thiền tuệ á, thì chúng ta biết rằng bây giờ á, từ sáng đến giờ mình đi trên đường mình bị cái sức nóng nó thiêu đốt, bây giờ mình ghé vô cái chỗ này nó là cái trạm thôi. À, chứ không phải là cái mục đích của mình là tới đây, cái mục đích của mình là đi tới cái kinh thành á, nhưng mà trên đường đi mình gặp cái dịch trạm này đó, mình ghé đây mình nghỉ. À, mình nghỉ để mình tạo cái sức, lấy lại cái sức khỏe để mình tiếp tục mình nỗ lực mình đi đến kinh thành trước khi trời tối. À, thì như vậy đó, cái người này chỉ nghỉ ngơi lấy sức để rồi nỗ lực tiếp tục bước đi. À, thì cái người mà tu tập thiền tuệ phải hiểu như vậy, tức là chúng ta chỉ lấy những cái trạng thái an lạc của thiền định đó, để làm cái nền tảng rồi chúng ta bước qua thiền tuệ đó. Thì ở trong kinh chính Bồ Tát cũng dùng cái phương pháp này. À, nhưng mà có nhiều người đó, nhiều vị hành giả ngộ nhận rồi hay bị mắc kẹt ở chỗ này. À, thì cũng có rất nhiều những cái hành giả hồi thời mình sư ở bên Miến Điện vậy, có nhiều vị ta đạt đến cái trạng thái mà an lạc rồi đó, phỉ lạc rồi đó, thì người ta sao thôi nghỉ, tới đây là được rồi, hồi đó là tôi khổ quá, khổ tâm khổ thân đủ thứ hết rồi, bây giờ mà tu tập mà đạt tới đây được là được rồi, dừng ở ngay đây đó. Thì như vậy là uổng phí cho cái công trình tu tập mình. À, mà mình phải hiểu biết để bắt đầu từ đó mình phát triển tuệ, để đạt đến thánh đạo thánh quả. Khi mà đạt đến dầu là cái tầng thánh thấp nhất, sơ đạo sơ quả đi chăng nữa đó, thì nó cũng có đủ sức để sát tuyệt được ba hạ phần kiết sử. À, và sao cái dòng quay sanh tử luân hồi á, nó ngắn lại rồi. À, nhiều nhất là chỉ còn tái sanh là 7 kiếp thôi. À, đó. Thành ra chúng ta phải hiểu biết như vậy. À, tránh cái vấn đề mà mình tự mãn hoặc là ngộ nhận về cái sự an lạc. À, cái an lạc của thiền định nó có, nhưng mà nó chỉ là tạm thời. À, giống như Đức Phật nói, nó chỉ là cái giọt mật. À, lâu lâu nói nhỏ xuống, chúng ta may mắn chúng ta nếm được một cái giọt mật đó. À, nhưng mà nếu mà chúng ta thỏa mãn, chúng ta ở đó để chúng ta chờ những giọt mật nó nhỏ tiếp tục nữa, thì chúng ta dính mắc, thì chúng ta sẽ còn khổ đau. À, thành ra chúng ta phải hiểu như vậy để mà chúng ta tiếp tục nỗ lực tiến bước trên cái con đường tu tập của mình. À, để chúng ta có được những kinh nghiệm quý báu, những cái lợi ích to lớn hơn là chúng ta dừng lại ở cái trạng thái an lạc của thiền chỉ. Thành ra trên cái sự tu tập chúng ta cũng phải cẩn thận với trí tuệ để vượt qua những cái triền cái, những cái chướng ngại rất là vi tế. Chứ còn nếu không á, thì chúng ta bị dính mắc chấp thủ vào đó, thì chúng ta không có sự tiến bộ. Cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể đặt câu hỏi với sư. Bây giờ là 10:03 giờ ở Mỹ, mình còn 27 nữa nha quý vị. Nếu mà quý vị không có hỏi là Nguyên Như hỏi tiếp đó nha. Dạ, con không thấy bạn nào ở trong lớp có câu hỏi, con xin hỏi sư một câu kế tiếp. Là khi mà mình bị xui đó sư, thí dụ như trong nhà mình có người đụng xe, rồi mình bị người này người kia phàn nàn, nói xấu,
hoặc là mình có một cái tai nạn, một cái bệnh tới cái thân mình. Khi mà sư dạy là tứ chánh cần thì có cái thận trừ tu bảo ở đây, Nguyên Như có thể hiểu được. Tự vì con nhớ có một lần có một cái sự việc xảy ra thì ngài Kim Triệu có nói với con á, là rồi không có chánh niệm, không có chánh niệm, thì lúc đó con không có hiểu lắm, mà sau này á thì con mới nghiệm ra được á, là khi mà ngài nói như vậy á, có nghĩa là khi mà mình không có chánh niệm đó bạch sư, thì những cái sự xấu á, tức là những cái nghiệp cũ của mình nó mới đuổi theo mình được. Còn nếu mà mình tu tập lại, cũng như là mình là một cái người hành giả mà mình chạy đua với cái nghiệp của mình, khi mà cái nghiệp tới mà mình bị đó, thì có nghĩa là mình tu chưa có được tinh tấn lắm, hoặc là cái đó là một cái định nghiệp, là mình không có thể nào mà mình có thể gỡ được, hoặc là mình có né được. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục nhắm mắt mình tu tới, tức là mình cứ có cái chuyện gì xảy ra tới mình, dù xui cỡ nào, mình cứ giống như là mình giống như một người dũng sĩ, mình cứ việc là hành pháp, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình tu thiệt là nhiều, mình làm thiệt là nhiều thiện sự, thì mình mới có thể vượt lên ở phía trước được. Con nói như vậy có phải không bạch sư? Tức là khi mà ngài nói cái tâm mình không có chánh niệm á, có nghĩa là mình không có tu đủ mạnh, đủ tinh tấn, thành ra cái nghiệp nó mới chạy theo mình và mình mới cảm thấy bị xui. Còn nếu mà mình tu nhiều, mình tu giỏi, thì những cái nghiệp đó là nó giống như là những chiếc lá khô, nó chỉ quẹt mình một cái thôi, nó không có làm cho mình bị động tâm, hay là mình cũng không thấy nó lớn chuyện nữa. Con nói như vậy thì Nguyên Như có hiểu đúng ý của ngài không bạch sư? Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì ở đây ngài dạy cái điều đó là rất là đúng rồi. Bây giờ quý vị cũng nghe cái câu mà nói là giáo pháp hộ trì người hành pháp. Thì khi mà chúng ta đó, chúng ta thực hành đó, thực hành giáo pháp, chúng ta có sự hiểu biết, có sự suy tư chân chánh, thì sao chúng ta sẽ tránh được những cái phiền não. Nếu mà một cái phàm nhân bình thường á, bị một cái bệnh tật hay là bị một cái tai nạn nó xảy ra, thì sao là nó trời xui quá, xui quá, xui quá, bữa nay đi không đi gặp người này gặp người kia, gặp cái gì đó mà bữa nay hỏng hên, bị tai nạn, bữa nay xui quá, tự nhiên bệnh tật gì nó đổ ra, rồi sao, rồi chạy đầu này đầu kia cầu khấn gian sinh, cho cái tai nạn, cho cái bệnh tật nó sớm qua đi, thấy không? Thành ra đó, cái đó là cái người phàm phu, người phàm nhân, thì họ biết thì họ suy nghĩ vậy. Nhưng mà đó, cái người mà khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta có cái suy tư chân chánh á, và không biết là quý vị còn nghe rõ không ạ? Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Và cảm ơn tất cả quý vị. Và sư thấy có một vị nói là không có nghe, thành ra sư sợ mất đường truyền nó bị trục trặc. Thì khi mà cái người mà có sự hiểu biết, có cái trí tuệ đó, thì chúng ta sao, chúng ta dùng cái suy tư chân chánh, chúng ta biết là bây giờ á, thì cái quy luật của cái thân tâm của mình luôn luôn là nó thay đổi. Thì cái chuyện mà bây giờ bệnh tật nó xảy ra là chuyện bình thường, thì thôi bây giờ bệnh tật thì mình có thể mình kiếm thuốc, mình ăn gì đó mình trị, mà mình trị hoài mà nó không hết thì mình biết thôi cái này nó thuộc về bệnh nghiệp rồi, thì thôi bây giờ mình chấp nhận, mình sống chung với nó. Thì sao, bệnh nó vẫn diễn ra, nghiệp vẫn phải trả, nhưng mà mình không có đau khổ, không?
Còn người phàm nhân họ không biết à, họ chạy đầu này chạy đầu kia à, tìm cách này tìm cách nọ để nhất định là phải trị cho bằng hết. Nhưng mà sao hết được? Cái bệnh thường á, cái bệnh thông thường do vật thực, do thời tiết, do tứ đại bất hòa thì trị được, nhưng mà bệnh nghiệp là không có ai mà có thể trị được hết á. Đó. Chỉ rằng chúng ta chấp nhận, và nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành những cái hạnh lành mạnh mẽ đó, thì mai ra nó che án đỡ phần nào đó, chứ không thể nào mà trị hết được. Cho nên á, pháp bảo hộ trì người hành pháp ở đây á, là nhờ chúng ta có sự hiểu biết về Phật pháp, chúng ta hiểu biết về định luật nhân quả, chúng ta chấp nhận về cái nhân quả nó sanh khởi, rồi chúng ta chấp nhận cái phước báo của mình. Thì tại cái phước của mình nó kém cỏi quá, bây giờ mình vượt không qua, thì thôi bây giờ mình vui vẻ mình trả nghiệp, thì như vậy đó nó đỡ đau khổ. Còn cái người kia đó vừa khổ thân, cái bệnh đó, nó đang diễn ra trên thân, mà rồi khổ tâm nữa, sầu bi khổ u não nó mới hoành hành. Còn chúng ta đó thì chỉ bị những cái cảm thọ khổ đau ở trên thân mà thôi. Cho nên á, pháp bảo hộ trì người hành pháp ở đây là không phải pháp bảo mình hành rồi nó cản trở cái bệnh rồi cái tai ương rồi nó không xảy ra. Nó xảy ra, nhưng mà nếu mà chúng ta có sự nỗ lực tu tập, chúng ta an trú trong pháp, thì chúng ta đỡ khổ đau một phần, đỡ khổ đau phần nào. Hoặc là nếu mà chúng ta có thực hành những cái pháp mạnh mẽ ngay trong đời sống hiện tại này, thì nó có thể nó che án bớt cái sự khổ đau, cái tai nạn này nó cũng giảm thiểu đi. Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy pháp bảo hộ trì người hành pháp là như vậy. Và chúng ta khi chúng ta hiểu biết những cái bệnh mà nó thuộc về bệnh nghiệp rồi, thì chúng ta chấp nhận, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Thành ra đó ở những cái xứ quốc giáo đó, mà mấy người mà ta bị ung thư luôn vậy, mặc dù người ta cũng bệnh rất là nặng, nhưng mà người ta dẫn đến trường thiền, người ta cố gắng, người ta nỗ lực tu tập. Đã nói sao, trước cũng chết sau cũng chết, bây giờ mình ráng mình cố gắng mình nỗ lực mình tu tập đi, ít ra mình chết trong cái chánh niệm, ít ra mình chết mình cũng còn đem theo một chút gì phước báo, phải không? Thành ra đó cũng là chết, nhưng mà phàm nhân á chết với cái tâm si mê khổ đau phiền não, còn cái người trí tuệ, người thực hành giáo pháp thì cũng chết, nhưng mà chết trong cái trạng thái an tịnh và trí tuệ. Thì cái sự thay đổi này nó mới là quan trọng. Nếu mà chúng ta ra đi trong an tịnh, chánh niệm tỉnh giác, thì sao? Là cái nhân để chúng ta tục sanh là người tam nhân, đầy đủ phước báo, đầy đủ trí tuệ, thì nó cao quý hơn. Và cái điều đó là cái điều hết sức là quan trọng của cái kiếp sống hiện tại này. Thì xin cũng giải đáp thêm cái ý nghĩa, cái lời dạy của Ngài Hòa Thượng. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Có câu hỏi gì có thể giơ tay lên. Còn nếu mà không ai hỏi thì Nguyên Như hỏi tiếp nha. Đừng có nói là Nguyên Như dành hết nha. Nguyên Như nhường cơ hội rồi đó nha. Dạ,
Dạ, thính, xin Ngài cho con hỏi thêm một câu kế tiếp là bây giờ là mình trong lớp mình có đủ duyên rồi bạch Ngài, mình đã được học 37 phẩm trợ đạo là những câu hỏi mà đi thẳng vào pháp hành. Con biết là có những vị bây giờ mình nói bây giờ cả lớp mình đã học thiền rồi, mình biết là mình có cái lực để nâng mình lên rồi, nhưng mà còn có nhiều vị vẫn còn có một chút xíu chần chờ đó bạch Ngài. Thành ra con xin hỏi Ngài là tại sao mà trong kinh gọi tu thiền là một cái cực trọng nghiệp. Tại sao gọi là cực trọng nghiệp? Nếu mà mình có bao nhiêu loại, mình đi làm phước nè, mình lên chùa mình tụng kinh nè, mình học nè, mình làm nhiều thứ luôn, nhưng mà lại tại sao cũng không có bằng mình ngồi xuống để mà mình hành thiền. Và mình hành thiền đó, thì mình phải gặp bạn lành như thế nào để mình cho thiệt sự là mình thấy thiền là một cái phần trong cuộc sống của mình, mà cái đó không phải là tự nhiên nhiều người con thấy là họ có cảm giác thiền như là đeo một cái bóp Gucci hoặc là mang một cái đôi giày thiệt là sang, tức là sang á, thì mới thiền, còn tôi chưa đủ sang, nghiệp tôi chưa tới, tôi chưa đủ duyên, thành ra tôi không có thiền được. Như vậy là những cái vị mà có cái tâm như vậy, hoặc là ngay cả chúng con thấy ồ hôm nay chắc mình không đủ duyên rồi, có bạn bè đủ đi chơi, chắc là không đủ duyên để ngồi thiền. Như vậy là cái tâm mình có đúng chưa? Và để mình làm sao để mà mình có thể tiếp tục thực hành cái cực trọng nghiệp, hoặc là mình bắt đầu cái cực trọng nghiệp đó cho một cách tốt đẹp về bạch Ngài. Dạ con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Thì chúng ta cái biết là cái cực trọng nghiệp thì nó có hai loại. Cực trọng nghiệp ác là những cái gọi là thế gian cái gọi là cùng hung cực ác đó, hay là giống như mà đề bài Đạt Đai đó, hay là nàng Kim Cha rồi đó, đó là những cái người mà tạo những cái ác nghiệp quá quá nặng nề. Rồi ngược lại thì cũng có những cái cực trọng nghiệp thiện, như là chúng ta tu tập thiền định, thiền tuệ chẳng hạn đó. Thì những cái vị hành giả mà nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập đạt đến những cái trạng thái định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, hữu sắc, hoặc là sơ nhị tam tứ thiền vô sắc, thì gọi là cực trong nghiệp sao? Cái này nó có một cái mãnh lực rất là mạnh. Nếu mà vị hành giả này cố gắng nỗ lực tu tập đó, gìn giữ các cái chi thiền của mình không có bị tiêu hoại cho đến lúc mà cận tử nghiệp đến, mà khi chấm dứt cái thọ mạng của kiếp sống hiện tại này, thì với cái năng lực mà mình đã chứng đắc các tầng thiền đó, nó sẽ đưa mình đến những cái cõi sống tương ứng với các cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc. Không có một cái trở lực gì mà có thể mà ngăn cản được. Cho nên đó, là gọi là cực trọng nghiệp, nó là như vậy đó. Giống như là bây giờ mình giàu mà, mình có tiền, bây giờ mình mua vé máy bay thì chắc chắn là máy bay nó sẽ đưa mình đến cái nơi mà mình cần đến, như vậy đó. Thành ra là nó có cái năng lực rất là mạnh mẽ. Hoặc là những vị mà chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tứ đạo thì các ngài không còn tái sanh rồi. Từ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo đó, chắc chắn là các vị này sẽ đi đến những cái cảnh giới mà tương ứng với các cái tầng thánh đạo mình đã đạt đến. Cho nên là gọi là cực trọng nghiệp thiện. Còn nếu mà chúng ta đó, mà chúng ta quân tập, chúng ta hành thiền thường xuyên, thường xuyên, thì dầu chúng ta không chứng đắc được các cái tầng thiền đi, nhưng mà nó cũng quân tập, nó tạo được cái thường nghiệp thiện. Thì cái thường nghiệp thiện này nó cũng có cái sức mạnh để mà dẫn dắt
đi tái sanh. Thành ra đó, ở trong đời sống á, tại vì mình dễ vui, có nhiều khi á, mình còn ham vui với bạn bè, với thân bằng quyến thuộc đồ này kia nọ đó, cho nên á, là có nhiều lúc á, cái quyết định độ của mình nó chưa đủ cho nên á, là có nhiều khi bạn bè rủ rê đi bữa nay đi đám cưới, đi sinh nhật, đi tiệc tùng gì đó, cái thôi bữa nay mình xin phép nghỉ tu bữa, tu còn nhiều ngày mà, thôi bữa nay xin phép nghỉ tu bữa, đi chơi với bạn chút, trời ơi tu thì tu hoài, thôi nghỉ tu 5 phút này, đi chơi rồi về tu đó. Cho nên á, cái động lực, cái quyết định độ của mình nó chưa đủ sức mạnh. Cho nên á, là sao? Mình còn chạy theo cái tham muốn của thế gian. Cho nên là sao? Chúng ta còn khổ. Cho nên bây giờ á, mình phải củng cố cái quyết định, cái nội tâm của mình nó thật là vững mạnh. Thí dụ quý vị thấy rằng những cái cây á, qua một cái cơn bão, có những cây nó bị gãy đổ, nó bị tróc gốc, là vì cái bộ rễ nó chưa bám vững ở dưới đất, cho nên nó đã bị gãy đổ. Còn những cái cây nó bộ rễ nó đã vững vàng rồi, thì phong ba bão táp bất quá là nó chỉ gãy cành, gãy nhánh rồi chút đỉnh thôi, chứ nó không có bị tróc gốc đó. Thì nó như vậy đó. Thành ra đó, cái chúng ta tu tập và chúng ta phải quyết định cái sự tu tập của mình nó là quan trọng. Như vậy đó thì mình sẽ có cái ý chí nó vững mạnh. Đó. Khi mà nếu mà Bồ Tát á, mà không có cái ý chí kiên cường dũng mãnh, cái quyết định độ của ngài là mạnh mẽ bất di bất dịch á, thì sao? Ma Vương lại nó cám dỗ rồi. Thôi ông đừng đi tu chi, bây giờ ông ở lại hoàng cung đi, hưởng cái ngai vàng đi, rồi trong vòng 7 ngày á, ông sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Ông cải quản hết cả cái châu Diêm Phù Đề này, không? Nhưng mà cái quyết định độ của ngài nó đã quá kiên cường vững vàng rồi, trước những lợi lộc của thế gian ngài không còn ham muốn nữa, cho nên ngài nhất định từ bỏ để tìm đường xuất gia. Thì quý vị thấy cái gì đúng vậy đó, bởi nó là cái vấn đề nó xảy ra để gì? Để nó thử thách mình. Cho nên ngài Hòa Thượng Xuyên Minh ngài mới nói đó, mình phải thấy đó là những cái vị giám khảo đó, ra đề thi cho mình đó. Bây giờ tới giờ mình tu thiền, nhưng mà có chuyện này xảy ra, có chuyện kia xảy ra, có chuyện nọ xảy ra, để sao? Để thử thách coi cái ý chí, cái quyết định độ mình có vững mạnh chưa. Nếu mà mình lỡ mà mình vui theo bạn bè thì mình thấy cái này là mình ấy rồi đó, cái quyết định độ của mình nó còn yếu, cái ý chí mình nó chưa vững mạnh. Thành ra để cái đó, để cho mình tự phản tỉnh, mình xem xét để mình có sự cố gắng củng cố hơn trong cái vấn đề mà tu tập cái nội tâm cho mình cho nó vững vàng. Hay là bây giờ đó quý vị ngồi thiền nhưng mà cái chánh niệm tỉnh giác của mình chưa đủ thì sao? Nó bị phóng tâm, tự nhiên bắt đầu nó nghe một cái mùi gì đó, cái đầu thích thú khởi lên, thèm muốn món ăn vậy vậy kia kia nọ, hoặc là nghe một cái âm thanh gì đó du dương, cái nhớ lại vậy, không cái tưởng nó trạng lại, mà nhớ ra một cái đoạn bài hát gì đó. Nó là gì? Nó để nó thử thách cái sự tu tập của mình, cái chánh niệm tỉnh giác mình đủ mạnh trước các cái pháp trần hay chưa. Thì tất
xung quanh chúng ta hàng ngày luôn luôn các vấn đề nó xảy ra. Nhưng mà đó, Ngài Hòa Thượng Siêu Minh Ngài nhắc nha, tất cả mọi vấn đề nó đều có một cái phương pháp giải quyết. Chúng ta phải sáng suốt, chánh niệm, tỉnh giác, để trí tuệ nó hướng dẫn chúng ta có một cái cách để mà giải quyết những cái vấn đề đó một cách tốt đẹp đó. Thì để chúng ta hiểu biết, để chúng ta có sự cố gắng nỗ lực tu tập để đối trị với các cái chướng ngại, các cái phiền não ở bên ngoài, chúng ta phản tỉnh xem xét lại về cái quyết định độ của mình, cũng như cái trình độ tu tập chánh niệm tỉnh giác của mình có vững mạnh hay chưa. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con xin xa thú câu trả lời của sư Bạch Sư. Dạ, bây giờ con thấy sư Huynh Lý đã có bàn tay xinh đẹp, như xin mời anh Lý ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Đàm Ma, Nam mô Sang Khaya. Con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, kính lễ chư quý sư tổng quát. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thưa sư, cái câu cuối cùng của sư trước khi tổng kết, sư có nói về cái lời dạy của ngài Sư Huynh Minh về cái trường hợp mà có, trong mỗi cái trường hợp chúng ta có những cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề đó, những cái vấn đề trong trường hợp này, tức là những cái cám dỗ, những cái pháp mà nó làm chi phối một, mà những cái phương pháp của ngài dạy để mà giải quyết một cách tốt đẹp đó. Sư có thể nói thêm một cái chi tiết về cái phần đó, giống như là cho chúng con được hiểu rõ thêm có những cái trường hợp mà chúng con có thể học được những cái kỹ thuật đó không, thưa sư? Dạ, con xin dứt ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì ở đây á, hằng ngày chúng ta cũng có cái sự chuẩn bị cho những cái công việc của mình, cho những cái dự trù sắp xếp trong cái đời sống, trong công việc rồi vân vân. Nhưng mà đó, tất cả những cái dự trù, trù liệu, định, tính toán của mình có đôi lúc nó diễn ra đâu phải đúng y như mà mình đã tính toán. Trong cái đời sống cũng vậy, mà trong cái sức khỏe của mình cũng vậy, mà trong cái công việc hàng ngày cũng vậy đó. Cho nên á, nó có thể những cái vấn đề nó xảy ra ngoài cái dự định, cái sự sắp xếp, cái sự tính toán của mình. Đó, nếu mà chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, chúng ta hấp tấp vội vàng, chúng ta xử sự không khéo léo, chúng ta xử sự với cái tâm phiền não, thì sao? Thì nó sẽ đem đến cái hậu quả khổ đau. Đó. Còn bây giờ khi một cái vấn đề gì mà xảy ra đó, từ cái công việc hay là trong đời sống hay là trong cái sức khỏe của mình đó, nó xảy ra thì chúng ta không có vội vàng, chúng ta phải có chánh niệm, có trí tuệ nhận xét cái vấn đề này, cái nhân nó từ đâu, cái nhân từ đâu mà nó xảy ra cái vấn đề này đó. Rồi chúng ta bình tĩnh, xem xét với trí tuệ thì sao? Trí tuệ nó sẽ hướng dẫn chúng ta như thế này, như thế này, như thế này để xử sự đối với các cái vấn đề nó xảy ra. Thành ra đó, cái vấn đề nó xảy ra là luôn luôn là nó có. Bởi vậy pháp nó ở mọi nơi, nó vậy đó. Pháp nó có tất cả mọi nơi, và
cái đối trị của chúng ta với trí tuệ thì chúng ta sẽ có những cái pháp để mà đối trị phù hợp, à, nó đem đến cái sự an ổn tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta dùng cái phiền não thì sẽ là tai hại. Thành ra đó, nếu mà một vấn đề gì xảy ra mà chúng ta xử sự theo cái bản năng, à, thiếu trí tuệ thì sẽ đem đến cái tai hại. Còn nếu vấn đề nó xảy ra mà chúng ta xem xét với chánh niệm trí tuệ thì chúng ta sẽ giải quyết nó tốt đẹp, à, thì chỉ như vậy thôi. Đó thì coi như á, à, chúng ta luôn luôn là phải sống với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta sống theo cảm tính, theo bản năng, à, thì vậy rất là nguy hiểm, là rất là tai hại. Thì xin giải đáp cái câu hỏi của chủ lý, và chúc chủ lý nhiều sức khỏe, an vui, à, tu tập tạo được nhiều tiến bộ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lời dạy của sư. Và Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư đã bỏ công dạy dỗ cho chúng con và trả lời tất cả những câu hỏi cho chúng con. Và Nguyên Như cũng mong rằng quý vị, mỗi người trong chúng ta cũng có thể bỏ được một chút xíu gì trong buổi học hôm nay vào túi để xài ha quý vị. Sa thú lành thai. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và con xin dâng mức lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bà tu sáp bà măng gà lăng, rát khang tu sáp bà đê bà ta sáp bà bùa đà hà nụ phá vê nà sá đà sô thi phà văng tu thê. Bà tu sáp bà măng gà lăng, rát khang tu sáp bà đê bà ta sáp bà đham mà nụ phá vê nà sá đà sô thi phà văng tu thê. Bà tu sáp bà măng gà lăng, rát khang tu sáp bà đê bà ta sáp bà sáng khá nụ phá vê nà sá đà sô thi. Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Và con xin kính thay mặt đạo tràng tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà san ti vi hà ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê tà hình ta hình tà tham ma đà nê na pha văn tu tu chi ta so thình ca ron tê ta vi hà ra măng đa lê thề ra cha mánh cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isa ra samba na futa sukita fa wan tu te cha la bu cha ye bi cha anda sam fa wa san se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang thầm mô sam bê đi thầm ma cha ri no vua tân sam ba bù nây ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta du y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta du y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nhá ta du
Ý đăng quá tám nê buồn nhân à xá quắc khá già quá hằng hồ tú á ngà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như con xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ ba và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam, và chúng ta lại được học tiếp tục về 37 phẩm trợ đạo với sư phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.